Giữa lúc hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra ở Campuchia, một nhóm hoạt động địa phương đã tổ chức cuộc biểu tình tuyệt thực để yêu cầu giới chức trả tự do cho các tù nhân chính trị. Tụ tập tại công viên tự do ở thủ đô Phnom Penh hôm 10 tháng 11, các thành viên nhóm Khmer Thavarak đã bắt đầu cuộc biểu tình nhịn ăn trong một tuần. Họ hy vọng rằng hoạt động này sẽ thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới nhằm buộc chính phủ Campuchia thả nhà hoạt động người Mỹ gốc Campuchia, Sanctuary, cùng những tù nhân chính trị khác. Một số cuộc biểu tình với mục đích tương tự cũng đã nổ ra tại tỉnh Prievihear kể từ đầu năm nay. Hồi tháng 6, Sanctuary cùng 60 nhân vật khác thuộc đảng đối lập đã bị kết án tù với cáo buộc có liên quan đến âm mưu lật đổ chính phủ.